Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Theo Pravda, vào đêm hôm 25, dạng sáng hôm 26 tháng 7, các tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở Novo Fedorovka, bán đảo Krum. Báo cáo sơ bộ cho biết một vụ hỏa hoạn tại sân bay Saki ở Novo Fedorovka và một kho đạn dược gần sân bay đã bị tấn công Ngoài ra, các tiếng nổ lớn cũng xuất hiện ở một số khu vực lân cận như Okunovka và Simferopol. Hiện giới chức Nga vẫn chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, kênh Telegram Kremlin Win dẫn thông tin từ người dân cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ ở khu vực Jankoy, phía bắc bán đảo Crimea. Theo đó, giao thông trên cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga đã phải tạm thời ngừng hoạt động. Thống đốc khu vực Krasnodar Krai của Nga, ông Veniamin Kondratiev, thời điểm đó cũng cho biết UAV đã tấn công một phà chở khách tại cảng Kavkaz nằm ở eo biển Kerch, ngăn cách bán đảo với vùng Krasnodar, miền nam nước Nga. Quan chức này không cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại của con phà và cảng. Trước đó, phát ngôn viên Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchak cho biết, Nga đã rút tàu tuần tra hải quân cuối cùng ra khỏi bán đảo Crimea. Theo ông Pletenchak, đây được xem là một chiến thắng lớn của Kiev tại khu vực Biển Đen. Trong nhiều tháng, Ukraine đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái UAV trên biển để buộc hạm đội biển đen của Moscow phải rời khỏi căn cứ tại Sevastopol và rút lui về thành phố cảng Novorossiysk của Nga. Hồi tháng 5, chính quyền Kiev cho biết họ đã phá hủy tàu chiến Nga cuối cùng được trang bị tên lửa hành trình đang đồn trú trên bán đảo Crimea. Phát ngôn viên cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Andriy Yusov chia sẻ với tờ Kiev Independent rằng phạm vi ảnh hưởng của Hải quân Nga tại Biển Đen đã bị thu hẹp đáng kể và hiện cả thế giới đều có thể chứng kiến điều này. Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6 nói với các chỉ huy Hải quân Nga rằng sẽ tiếp tục hiện đại hóa lực lượng nhằm giữ vững sự ổn định và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các hạm đội Nga. Có một số dấu hiệu đáng lo ngại ở chiến trường phía Tây Adipka trong những ngày gần đây. Trong vòng một tuần, một nhóm các trung đoàn súng trường cơ giới của Nga đã di chuyển được 6,4 km về phía Tây, một bước tiến nhanh chóng so với những diễn biến trong cuộc xung đột hiện nay. Tiến về phía Prohes, một ngôi làng nhỏ với khoảng 100 ngôi nhà, đội hình của Nga được chia làm hai và chủ yếu bao vây hai tiểu đoàn thuộc lữ đoàn cơ giới 31 của Ukraine. Nhóm phân tích Ukraine Deep State cho hay, các binh lính hỗ trợ ở cách đó không xa và quân đội Ukraine dường như bị bao vây vẫn đang cố thủ. Hiện tại, chưa có lệnh rút lui. Tuy nhiên, lệnh này có thể sẽ sớm được đưa ra. Đó là chính sách của Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Shishky, người từng cho rằng các lực lượng của ông sẽ không chiến đấu đến người cuối cùng. Ông Shishky nhận định với The Guardian, việc bảo toàn mạng sống cho các binh lính là điều rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bảo vệ những đống đổ nát đến chết. Từ bỏ một vài cánh đồng bên ngoài ngôi làng nhỏ này không phải là thảm họa với Ukraine. Điều đáng lo ngại hơn là những tình huống dẫn đến tổn thất. Dường như lữ đoàn tiền tuyến của Ukraine đã sụp đổ giữa bối cảnh sự chỉ huy và kiểm soát của Ukraine đối mặt với nhiều vấn đề. Deep State giải thích có đề cập đến lữ đoàn cơ giới 110 và lữ đoàn phòng thủ mặt đất 111. Tình hình chiến thuật và chiến lược đã trở nên nguy cấp trong cuối tuần qua do sự rút lui hỗn loạn của một trong các lữ đoàn bộ binh. Phóng viên Ukraine Yuri Butusov đã cảnh báo về tình trạng thiếu tổ chức giữa các lữ đoàn của Ukraine quanh Prohest. Ông Butusov nhận định vấn đề chủ yếu là về quản lý và tổ chức các hoạt động. Theo ông, khi một nhóm binh lính tổ chức kém bị tấn công, họ sẽ không thể cầm cự. Sau sự sụp đổ trên, lữ đoàn cơ giới 47 tinh nhuệ của quân đội Ukraine, lực lượng chính vận hành các phương tiện bọc thép do Mỹ cung cấp, đã vội vàng tiến vào nơi phòng tuyến bị xuyên thủng trong nỗ lực ngăn cản đột phá sâu hơn của Nga. Tuy nhiên, lữ đoàn này bị áp đảo về quân số, đã không thể ngăn chặn được đối phương. Hiện nay, lữ đoàn cơ giới 47 và một phần của lữ đoàn cơ giới 31 vẫn chưa bị bao vây bên ngoài Prohes và đang giữ phòng tuyến phía tây của ngôi làng. Việc các tiểu đoàn bị cô lập của Ukraine làm thế nào để sống sót đã không còn là bí mật. Các lực lượng của Moscow và Kiev thường tái cung cấp cho các lực lượng bị cô lập lương thực, nước uống và đạn dược bằng các máy bay không người lái. Tuy nhiên, việc vận chuyển bằng máy bay không người lái không thể cung cấp lương thực và nước uống cho hàng trăm người trong thời gian dài, cũng như không thể thay thế tên lửa và đạn dược hoặc vận chuyển những người bị thương tới nơi an toàn. Các tiểu đoàn bị cắt đứt gần Prohes sẽ phải chiến đấu về phía Tây hoặc đợi các lữ đoàn tiếp viện để chiến đấu về phía Đông. Bộ Quốc phòng Rumani vừa qua xác nhận họ đã tìm thấy các mảnh vỡ UAV Geran 1 phần 2 của Nga gần làng Plauru thuộc Rumani. Bộ Quốc phòng Rumani cho hay việc tìm kiếm các mảnh vỡ khác vẫn đang tiếp tục và tất cả các địa điểm UAV có thể rơi đều nằm ngoài khu dân cư và không có yếu tố cơ sở hạ tầng nào bị hư hại. Một phát ngôn viên NATO sau đó khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy mảnh vỡ UAV của Nga được tìm thấy ở Rumani là bằng chứng về một cuộc tấn công có chủ ý vào lãnh thổ NATO nhưng cho rằng việc nga phóng uav như trên là có khả năng nguy hiểm ngay sau đó bộ ngoại giao rumani thông báo đã triệu tập phái viên của moscow liên quan đến các mảnh vỡ của uav được lực lượng vũ trang nga sử dụng trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng của ukraine moscow hiện chưa bình luận về các cáo buộc trên trong diễn biến khác, Mỹ vừa qua đã điều động hai máy bay ném bom chiến lược B-52 đến căn cứ không quân Mi-2 Koganisenu của Romania nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với các đồng minh và đối tác trong tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên máy bay ném bom B-52 hạ cánh xuống Romania để hỗ trợ lực lượng máy bay ném bom của châu Âu, tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO. Bộ Quốc phòng Romania nhấn mạnh sự hợp tác và huấn luyện liên tục giữa các nước đồng minh và đối tác nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng và thúc đẩy hòa bình an ninh ở châu Âu. Các máy bay ném bom B-52 này phối hợp với các đồng minh trong NATO và các đối tác quốc tế khác để nâng cao năng lực và thực hiện các cam kết an ninh trong khu vực. Tướng James Hacker, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và lực lượng không quân Mỹ ở châu Phi, USAFE, AFA Africa, cũng nhắc lại cam kết của Washington trong việc hợp tác với các đối tác NATO ở sườn phía đông. Quan chức này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực và phối hợp để duy trì an ninh, an toàn và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu MiG-29 và MiG-31 của Nga đã ngăn chặn máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố khi các máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, máy bay ném bom Mỹ đã đổi hướng. Trong bối cảnh xung đột ở Ukraine ngày càng diễn biến căng thẳng, năng lực sản xuất đạn dược và chiến lược quân sự của Nga đang trở thành tâm điểm chú ý của các quốc gia NATO và phương Tây. Theo một báo cáo gần đây, Nga có khả năng sản xuất hoặc tân trang tới 125 xe tăng chiến đấu chủ lực mỗi tháng, thể hiện rõ khả năng khắc phục tổn thất trên chiến trường. Ngoài ra, ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể sản xuất 250.000 quả đạn pháo mỗi tháng. Tốc độ sản xuất này là minh chứng cho thấy sự vững mạnh của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga bất chấp những tổn thất phát sinh kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Bên cạnh đó, Nga cũng tăng cường sản xuất nhiều loại khí tài quân sự. Ở chiều ngược lại, trong cuộc phỏng vấn với Sachiste dây tùng mới đây, Trung tướng Đức Karsten Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức đã cảnh báo quân đội Nga đang hướng về phía phương Tây. Tướng Beruer dự đoán, trong vòng 5 đến 8 năm, lực lượng vũ trang Nga sẽ được trang bị thiết bị và nhân lực để tấn công lãnh thổ NATO. Tướng Beruer cho biết dự đoán này được đưa ra dựa trên phân tích của ông cũng như thông tin từ các cơ quan tình báo, lực lượng vũ trang đồng minh và tuyên bố của tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Brewer nói thêm, quân đội Nga sản xuất thêm khoảng từ 1.000 đến 1.500 xe tăng mỗi năm. Năm quốc gia thành viên NATO lớn nhất châu Âu chỉ có một nửa số lượng đó trong kho vũ khí của họ. Trước đó vào tháng 4, ông Brewer cũng đã cảnh báo điều tương tự. Thời điểm đó ông nhấn mạnh, trong từ 5 đến 8 năm nữa, nếu Nga quyết định tấn công các quốc gia thuộc tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thì họ có đủ khả năng quân sự để làm như vậy. Ông Brewer nói, tôi không nói điều đó sẽ xảy ra, nhưng điều đó có thể xảy ra. Vì vậy, vào năm 2029, chúng ta phải sẵn sàng. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh tăng lực lượng Nga thêm 170.000 quân lên 1,3 triệu người. Trong năm 2024, Nga dự kiến chi tiêu 109 tỷ đô la Mỹ cho lĩnh vực quốc phòng. Bên phía Ukraine, các quan chức nước này cho biết lực lượng vũ trang của họ có khoảng 800.000 người và chi tiêu quốc phòng cho năm 2024 của Kiev là khoảng 43,8 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong quan hệ của Moscow với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng tuyên bố nước này phải có đủ năng lực sẵn sàng chiến đấu. Tới tháng 1 năm nay, ông Pistorius nhấn mạnh rằng Berlin và toàn bộ NATO nên tích cực hơn trong công tác vũ trang để có thể tiến hành cuộc giao tranh bị buộc phải thực hiện. Theo Bộ trưởng Pistorius, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga hiện mở rộng với quy mô vượt nhu cầu sử dụng cho kế hoạch quân sự ở Ukraine. Vũ khí dư thừa đang được đưa vào kho tích trữ. Người phát ngôn NATO Faradaklala mới đây cho biết, kể từ năm 2014, NATO đã trải qua sự chuyển đổi quan trọng nhất trong hệ thống phòng thủ tập thể. Theo đó, NATO đã triển khai các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Với hơn 500.000 binh sĩ đang trong tình trạng sẵn sàng cao độ. Ông Joe Biden đã thổi bùng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khi bước ra khỏi đường đua và tán thành phó tổng thống 59 tuổi, bà Kamala Harris, đại diện Đảng Dân chủ tham gia tranh cử. Bà Kamala Harris được kỳ vọng sẽ mang lại động lực mới cho cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Giới chuyên gia dự đoán bà sẽ trở thành ứng cử viên chính thức trong Đại hội Đảng Dân chủ toàn quốc tổ chức tại Chicago vào tháng 8 tới. Không chỉ cử tri, nhà tài trợ hay chính trị gia mới chú ý đến điều này. Các doanh nghiệp ở Mỹ và trên toàn thế giới cũng đang xem xét ý nghĩa của biến động này. Đối với đất nước và nền kinh tế, quyết định của tổng thống đương nhiệm Joe Biden cho thấy sẽ có một tổng thống khác vào năm 2025. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa ông Biden và bà Harris khó giải mã hơn. Ông Dan Madison, phó giáo sư về chính sách công và hành chính tại Đại học Bang Pennsylvania ở Harrisburg, Mỹ nhận định bà Harris có xu hướng tiến bộ hơn ông Biden, tuy nhiên theo tôi sẽ có sự thay đổi lớn về nền kinh tế. Đồng quan điểm, nhóm chuyên gia của Evercore ISI dự báo trên tờ The Wall Street Journal rằng với tư cách là phó tổng thống, bà Harris đồng hành chặt chẽ với tổng thống Biden về các vấn đề kinh tế nên khả năng đường lối điều hành của bà có sự tiếp nối nhất định. Tuy nhiên, vẫn có những khác biệt nhất định trong quan điểm điều hành kinh tế Mỹ của bà so với tổng thống đương nhiệm. Tại một bài phát biểu mới đây Bà Harris cho biết đã xác định mục tiêu xây dựng tầng lớp trung lưu khi trở thành tổng thống. Bà nhấn mạnh, chúng ta biết khi tầng lớp trung lưu mạnh thì nước Mỹ mạnh. Bà ủng hộ ông Biden tìm cách tăng thu thuế các tập đoàn và gia đình thu nhập cao trong khi giữ nguyên hoặc cắt giảm cho các hộ kiếm dưới 400.000 đô la Mỹ một năm. Hiện tại, chính quyền ông Biden kêu gọi gia hạn nhiều khoản cắt giảm thuế hết hạn sau năm 2025, kết hợp với tăng thuế gia đình thu nhập cao. Về vấn đề thuế, ông Mark Jandy Kinh tế trưởng của Moody's Analytics dự báo bà Harris sẽ tiếp tục ủng hộ đề xuất của ông Biden về việc tăng thuế doanh nghiệp lên 28% từ mức 21%. Đến thời điểm hiện tại, bà Kamala Harris vẫn chưa nói nhiều về nền kinh tế và cách điều hành. Tuy nhiên, nhìn lại thời gian làm công tố viên, tổng trưởng lý, thượng nghị sĩ và phó tổng thống Mỹ ở California, có thể hiểu rõ hơn một chút. Với tư cách là tổng trưởng lý, bà rất cứng rắn với các công ty dầu mỏ và ngân hàng. Với tư cách là phó tổng thống, bà ủng hộ các kế hoạch kinh tế lớn của ông Biden, bao gồm xây dựng năng lượng xanh, kế hoạch giải cứu nước Mỹ và đạo luật giảm phát. Bà đồng thời cũng ủng hộ đạo luật chips và khoa học, đạo luật mà nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ để khuyến khích sản xuất chip tại nhà. Bà Harris cũng đã lập luận chống lại thuế quan chung nhưng sẽ để mắt đến Trung Quốc, điều phù hợp với các chính sách hiện hành của chính phủ. Ở thời điểm hiện tại, ông Malinson, phó giáo sư về chính sách công và hành chính tại Đại học bang Pennsylvania, ở Harrisburg, Mỹ nhận định một trong những thách thức mà bà Harris sẽ gặp phải bây giờ là tạo dựng được vị thế của riêng mình, đồng thời bảo vệ những gì chính quyền Biden Harris đã làm. Điều đó bao gồm cả về nền kinh tế. Phó giáo sư Malinson nói, nếu bà có thể thuyết phục đủ số cử tri rằng bà có thể giảm lạm phát và tạo việc làm mà không làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu, bà có thể có cơ hội trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hiện còn khó để dự đoán đầy đủ và chính xác chương trình nghị sự kinh tế của bà Harris bà Harris và ông Trump có khoảng cách ủng hộ tranh lệch siết sao trong các cuộc khảo sát gần đây. Economist đánh giá chính sách kinh tế của bà Harris, Kamala Nomic, khá giống với Biden Nomic nên có thể là bất lợi cho chiến dịch tranh cử bởi lẽ đa số người Mỹ đánh giá thấp ông Biden về điều hành kinh tế trong các thăm dò trước đây do bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong hơn 3 năm làm việc với Phó Tổng thống Kamala Harris, bà luôn sát cánh với ông và tổng thống joe biden trong một số quyết định quan trọng nhất và luôn có vai trò ở quá trình ra quyết định theo ông austin bà harris được chuẩn bị tốt và luôn tham gia vào các vấn đề an ninh quốc gia theo ông austin phó tổng thống mỹ đã tham dự vào một số quy trình ra quyết định phức tạp liên quan đến an ninh mỹ bà luôn cung cấp những góp ý rất ý nghĩa và hữu ích ông khẳng định tổng thống mỹ là người có vai trò lớn trong quá trình này nhưng bà harris là một nhân tố chủ chốt theo hãng tin reuters bà harris thường thực hiện nhiều chuyến công tác nước ngoài mà ông Biden không thể thực hiện, đặc biệt ở châu Á và Mỹ Latin. Đồng thời bà ấy cũng hiểu rõ về an ninh quốc gia và các vấn đề quốc tế. Bộ trưởng Austin nói thêm, tôi chứng kiến bà hỗ trợ đội ngũ giúp việc cho Tổng thống trong một số vấn đề vô cùng phức tạp. Đồng thời nhắc thêm rằng, bà ấy là nhân vật then chốt. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, nhìn vào những gì chính quyền ông Biden, bà Harris đã đối mặt trong hơn 3 năm rưỡi qua, bao gồm những cuộc tấn công, những quyết định điều chuyển binh lực, quyết định ủng hộ Ukraine, tất cả đều có sự tham gia của bà Harris trong thời gian ngắn ngủ chuẩn bị cho vai trò ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, bà Harris vẫn chưa thể hiện quan điểm về quân đội và những vấn đề cựu chiến binh hoặc cách thức hành động nếu tiếp nhận vai trò tổng tư lệnh quân đội. Nhận xét của ông Austin cho thấy, dù ít có thông tin về vai trò của phó tổng thống Harris trong thời gian chính quyền tổng thống Biden ở Nhà Trắng, bà là một thành viên tham gia tích cực và các quyết định an ninh quốc gia. Bà Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ phó tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Trong hơn 3 năm đảm nhiệm vai trò phó tổng thống, bà Kamala Harris đã dành nhiều thời gian để xây dựng hình ảnh trên trường quốc tế. Gần đây nhất là tại cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine ở Thụy Sĩ hồi tháng 6 vừa qua. Bà cũng trở thành sứ giả nổi bật nhất của chính quyền ủng hộ quyền phá thai của nữ giới. Vai trò này đưa bà đến các sự kiện trên khắp đất nước, thu hút đông đảo cử tri nữ và cử tri dân tộc thiểu số. Về mặt thực tiễn, bà Harris có lợi thế sẵn có khi đối đầu với ông Trump vì là người duy nhất có thể khai thác các nguồn lực khổng lồ đã được huy động trước đó cho nỗ lực tranh cử của bà và tổng thống Mỹ Joe Biden bà cũng có thể tận dụng bộ máy mà chiến dịch tranh cử Biden Harris đã xây dựng trở thành người kế nhiệm hợp lý nhất của ông Biden. Một chiến lược gia của Đảng Dân chủ cho biết, bà Harris sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các cử tri trẻ và từ những phe phái khác vốn không có thiện cảm với ông Biden. Trích dẫn một số nguồn tin giấu tên, đài NBC News cho biết cựu Tổng thống Obama đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ứng cử viên Harris và có kế hoạch ủng hộ bà sau nhiều cuộc điện đàm trong những ngày gần đây. Một trong những nguồn tin tiết lộ, ông obama đã liên lạc thường xuyên với bà harris và nghĩ rằng bà đã có một khởi đầu tuyệt vời ông obama vị tổng thống da màu đầu tiên của nước mỹ vẫn là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong đảng dân chủ mặc dù đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ lần ông đắc cử gần đây nhất ông obama từng ủng hộ tổng thống biden trong các cuộc gây quỹ một trong những sự kiện lớn nhất trong chiến dịch của ông ông cũng là điểm thu hút trong các sự kiện vận động tranh cử gần đây giới quan sát nhận định sự ủng hộ của cựu tổng thống obama có thể kích hoạt duy trì năng lượng và gây quỹ cho chiến dịch của bà harris ông obama cũng có khả năng sẽ tham gia chiến dịch vận động tranh cử cùng phó tổng thống harris khi bà chính thức trở thành ứng cử viên của đảng dân chủ phó tổng thống harris và ông obama đã thường xuyên liên lạc trong nhiều năm qua cựu tổng thống obama từng đóng vai trò là người đưa ra ý kiến phản biện kể từ thời bà harris còn đảm nhiệm vai trò tổng trưởng lý california ở một diễn biến liên quan khác tổng thống mỹ joe biden vừa qua đã có bài phát biểu quan trọng trên truyền hình tới người dân cả nước sau khi ông rút lui khỏi cuộc đua tổng thống mở đầu bài phát biểu ông biden nói về tình yêu dành cho nước mỹ và niềm vinh dự khi được phụng sự đất nước với tư cách là tổng thống ông nói tôi tôn kính văn phòng này nhưng tôi yêu đất nước hơn đây là vinh dự lớn nhất đời tôi khi được phục vụ người dân với tư cách tổng thống nhưng để bảo vệ nền dân chủ thứ đang bị đe dọa tôi nghĩ nó quan trọng hơn bất kỳ chức vị nào. Đó dường như là một lời chỉ trích rút khoát đối với ông Trump, người được cho là coi trọng chức vị. Thực tế, dù đã có nhiều tháng để chuẩn bị cho tình huống này, chiến dịch của ông Trump vẫn đang vật lộn tìm chiến lược mới nhằm đối phó với ứng viên thay thế của Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Có lẽ, họ không thể tin rằng Tổng thống Biden sẽ rút lui vì họ biết ông Trump sẽ không bao giờ làm điều tương tự. Tổng thống Biden cũng kêu gọi chuyển giao thế hệ trong giới lãnh đạo. Ông nhấn mạnh, tôi đã quyết định rằng cách tốt nhất để tiến về phía trước là truyền ngọn đuốc cho một thế hệ mới. Ông bày tỏ, đây là cách tốt nhất để đoàn kết quốc gia của chúng ta. Tôi biết có những thời điểm và bối cảnh đòi hỏi kinh nghiệm ở người lãnh đạo, cũng có những thời điểm và bối cảnh mà chúng ta cần tiếng nói mới, tươi trẻ hơn, đó chính là lúc này. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng là ứng viên tổng thống tiềm năng thay thế ông Joe Biden của Đảng Dân chủ, vừa tuyên bố Bà đã sẵn sàng để tranh luận với ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump. Bà Harris nói với báo giới: "Các bạn hỏi tôi về cuộc tranh luận. Tôi trả lời rằng tôi sẵn sàng tranh luận với ông Donald Trump." Phó tổng thống Mỹ nói: "Bà đồng ý tham gia cuộc tranh luận trước đó được lên lịch vào ngày mùng 10 tháng 9 giữa ông Trump và ông Biden. Bà Harris sẽ thay vị trí ông Biden. Cuộc tranh luận này khi đó cũng đã được ông Trump đồng ý tham gia." Bà Harris phát biểu: "Bây giờ ông ấy đang chủ bước và tôi thì sẵn sàng." Tôi nghĩ cử tri xứng đáng thấy được sự khác biệt trong cuộc tranh cử này trên sân khấu tranh luận, nên tôi đã sẵn sàng. Hôm 23 tháng 7, ông Trump tuyên bố ông sẽ tranh luận với bà Harris ít nhất một lần trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Tuy nhiên, ông Trump cho thấy khả năng ông sẽ không thực hiện cuộc tranh luận trên đài ABC. Khi cũng trong ngày 23 tháng 7, ông gọi đài này là tin giả. Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa nói thêm, ông chưa đồng ý bất kỳ điều gì liên quan đến cuộc tranh luận với bà Harris trước khi quyết định chấm dứt chiến dịch tái tranh cử. Ông Biden và ông Trump đã nhất trí sẽ tham gia hai cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa các ứng cử viên tổng thống trước khi bỏ phiếu. Trong cuộc tỷ thí đầu tiên do đài CNN tổ chức hồi cuối tháng 6, ông Biden đã có màn thể hiện bị đánh giá là lép vế so với đối thủ Cộng hòa, khiến ông đối mặt với nhiều nghi ngại về vấn đề sức khỏe và tuổi tác, cũng như làn sóng kêu gọi rút khỏi cuộc đua vào nhà trắng. Hai chính khách dự kiến sẽ tham gia cuộc so tài hùng biện thứ hai do hãng thông tấn ABC chủ trì vào ngày 10 tháng 9, song sau, sau quyết định chấn động của ông Biden bà Harris mong muốn thay Tổng thống sắp mãn nhiệm tham gia sự kiện. Tuy nhiên, ông Steve Chung, Giám đốc truyền thông cho chiến dịch vận động tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã ra tuyên bố nhấn mạnh chi tiết về cuộc tranh luận giữa các ứng viên Tổng thống không thể được thông qua cho đến khi Đảng Dân Chủ chính thức quyết định về ứng cử viên đại diện. Sẽ không phù hợp khi lên lịch mọi thứ với bà Harris vì Đảng Dân Chủ hiện vẫn có thể thay đổi quyết định của họ. Theo báo Guardian, cựu Tổng thống Donald Trump tiết lộ muốn chuyển cuộc tranh luận cho hãng tin Fox tổ chức, đồng thời khẳng định ông sẵn sàng đối đầu với bà Harris nhiều hơn một lần. Theo kết quả cuộc thăm dò do Emerson College, The Hill thực hiện và công bố ngày 25 tháng 7 cho thấy, cựu Tổng thống Trump dẫn trước bà Harris ở bốn bang quan trọng, Arizona 49% so với 44%, Georgia 48% so với 46%, Michigan 46% so với 45% và Pennsylvania 48% so với 46%. Ông Trump và bà Harris hòa nhau ở mức 47% tại Wisconsin. Với kết quả đó, bà Harris đã vượt qua thành tích của ông Biden trong cuộc thăm dò do Emerson tiến hành đầu tháng này tại năm bang chiến trường. Ngoài ra, một cuộc thăm dò trên toàn quốc do New York Times, Siena College công bố ngày 25 tháng 7 cũng cho thấy bà Harris làm tốt hơn ông Biden khi cạnh tranh với ông Trump. Cuộc thăm dò cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris 2 điểm với tỷ lệ 48% so với 46%, cho thấy khoảng cách đã thu hẹp so với kết quả 49%, 41% cách đây 3 tuần. Dù các cuộc khảo sát trên toàn quốc đưa ra tín hiệu quan trọng về sự ủng hộ của người Mỹ đối với các ứng cử viên chính trị, nhưng một số ít bang chiến trường sẽ đóng vai trò quyết định ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Theo bình luận của tờ Wall Street Journal, Đảng Dân chủ đang tràn đầy năng lượng khi tập hợp ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris, ngược lại, Đảng Cộng hòa dường như đang ở thế bị động như thể họ không chuẩn bị cho kịch bản này. Mỹ hiện có một cuộc đua tổng thống mà ông Donald Trump và Đảng Cộng hòa có thể thua. Sự phấn khích trong Đảng Dân chủ là rõ ràng, tiền quyên góp đang đổ vào chiến dịch của Đảng Dân chủ, không có tiếng nói phản đối nào trong đảng về việc bà Kamala Harris được đề cử và báo chí đang ca ngợi bà như một nhân vật lịch sử. Tất cả điều này diễn ra trước Đại hội Đảng Dân chủ vào tháng 8 tới, nơi bà sẽ được giới thiệu với công chúng trong những điều kiện thuận lợi nhất. Bà Harris đang khôn khéo xây dựng chiến dịch của mình như là biểu tượng của tương lai so với quá khứ. Đây là một chiến lược hiệu quả cho Đảng Dân Chủ. Bà Nikki Haley đã cảnh báo Đảng Cộng Hòa rằng Đảng nào chọn ứng cử viên từ thế hệ tiếp theo sẽ có lợi thế trong năm nay và hiện giờ Đảng Dân Chủ đang có lợi thế này. Sự phấn khích của Đảng Dân Chủ đã khiến Tony Fabrizio, người thăm dò ý kiến của ông Donald Trump, phải đưa ra cảnh báo về tuần trăng mật của bà Harris trong các cuộc thăm dò. Mặc dù ông Fabrizio cho rằng đây là điều bình thường và không đáng lo ngại, nhưng việc một chiến dịch thừa nhận điều bất lợi trong thăm dò ý kiến là khá hiếm. Điều này cho thấy chiến dịch của ông Trump nhận thức được rằng sự nhiệt tình ủng hộ Đảng Cộng hòa có thể đã giảm. Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa dường như đang bối rối trước tình hình hiện tại. Họ đang sử dụng các chiến lược công kích không hiệu quả hoặc thậm chí phản tác dụng dựa trên phân biệt chủng tộc và giới tính. Việc hạ thấp bà theo cách này bây giờ, sau 4 năm làm phó tổng thống, có thể khiến các cử tri nữ và các nhóm thiểu số xa lánh một sai lầm khác là yêu cầu tổng thống biden từ chức ngay bây giờ vì ông không tái tranh cử việc chỉ trích bà harris vì không có con là một lỗi khác quyết định có con là vấn đề cá nhân tấn công bà về vấn đề này chỉ làm tăng sự phân hóa văn hóa và khiến nhiều cử tri xa lánh bà có hai đứa con riêng nhấn mạnh đến giá trị của gia đình mà vẫn không gây phản cảm một số đảng viên cộng hòa nghĩ rằng họ có thể chiến thắng bằng cách miêu tả bà harris là kỳ lạ nhưng điều này chỉ hiệu quả nếu ứng cử viên phản ứng theo cách đó. Đến nay bà Harris đang thể hiện tốt hơn so với năm 2019 và những ngày đầu làm phó tổng thống Mỹ. Quá nhiều đảng viên Cộng hòa dường như đã bị cuốn vào những tuyên bố chiến thắng từ truyền thông bảo thủ dẫn đến sự tự mãn thái quá. Sự lúng túng của Đảng Cộng hòa cho thấy họ không tin rằng Đảng Dân chủ sẽ thay đổi ứng cử viên. Tuy nhiên, khi Đảng Dân chủ đưa ra quyết định, họ hành động một cách cứng nhắc để bảo vệ ưu thế của mình việc tổng thống biden rút lui khỏi cuộc đua vào giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử là một điều lịch sử nhưng không phải là bất ngờ dù vậy điều đó không có nghĩa là bà harris không bị thách thức bà cần chứng minh rằng mình có khả năng đảm nhiệm vai trò tổng tư lệnh đặc biệt là trong việc bảo vệ chính sách đối ngoại của tổng thống biden cựu tổng thống trump vẫn có lợi thế trong bối cảnh toàn cầu hỗn loạn một yếu tố quan trọng đối với bà harris sẽ là thành tích của bà trong các cuộc tranh luận Ông Trump đã đánh bại Tổng thống Biden dễ dàng trong một cuộc đối đầu gần đây, nhưng bà Harris sẽ không dễ dàng bị khuất phục như vậy. Cựu tổng thống sẽ phải đưa ra lập luận về chính sách thay vì chỉ trích cá nhân, điều mà ông không phải là thế mạnh. Dù các vấn đề cơ bản về kinh tế và an ninh vẫn đang hỗ trợ ông Trump, nhưng hiện tại đây là một cuộc đua có tính cạnh tranh cao. Theo tờ Politico, trong thời điểm chính trị Mỹ biến động, Israel đang thực hiện một nỗ lực bí mật để gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Joe Biden và Quốc hội Mỹ nhằm đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống vũ khí mà nước này cho là cần thiết để phòng thủ trước các mối đe dọa gia tăng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phái đoàn của ông đã đến Mỹ nhằm mục tiêu thúc đẩy việc phê duyệt các hệ thống vũ khí này với danh sách chi tiết đã được chuyển cho các con chức cấp cao và các thành viên Quốc hội Mỹ. Danh sách vũ khí mà Israel yêu cầu không liên quan đến lô hàng bom nặng gần 1 tấn mỗi quả mà chính quyền Mỹ đã hoãn ra vào tháng 5 vừa qua do lo ngại về thương vong dân thường ở Gaza. Thay vào đó, danh sách của Israel tập trung vào các hệ thống vũ khí khác, được cho là cần thiết để tăng cường kho dự trữ của Israel trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện tại của nước này với các lực lượng như Hamas ở Gaza hay Hezbollah ở Liban. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael Marco đã xác nhận rằng Israel đang nỗ lực để giành được sự ủng hộ cho các đợt chuyển giao này. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ vẫn chưa chính thức yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt. Theo ông Marco, việc chuyển giao các hệ thống vũ khí đó đã được các ủy ban thông qua nhưng chính quyền vẫn chưa thực hiện bước cuối cùng để hoàn tất. Do đó, Thủ tướng Netanyahu đã chỉ trích chính quyền Mỹ vì chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí và đã đề cập đến vấn đề này trong bài phát biểu của mình trước Quốc hội Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng Israel cần các trang thiết bị nhanh hơn để hoàn thành mục tiêu quân sự và bảo vệ nước này trước các mối đe dọa từ Hamas và Hezbollah. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã phủ nhận việc chính quyền Mỹ cố tình trì hoãn chuyển giao vũ khí, cho rằng vấn đề nằm ở thời điểm cụ thể hơn là chậm trễ trong chính sách. Mỹ đang xem xét các yếu tố chiến thuật và đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì tiếp tục chấp thuận việc chuyển giao vũ khí trong khi số người chết ở Gaza gia tăng. Về phần mình, nghị sĩ Marco thừa nhận có thể chính quyền Mỹ đang trì hoãn để gây sức ép buộc thủ tướng Netanyahu đồng ý ngừng bắn ở Gaza. Đồng thời có khả năng sẽ thúc đẩy việc chuyển giao trong thời gian quốc hội đang nghỉ để tránh sự phản đối từ các nghị sĩ. Ông cũng lưu ý rằng việc tiết lộ các hệ thống vũ khí cụ thể có thể làm lộ kế hoạch chiến trường của Israel. Do đó, Thông tin về các hệ thống này vẫn được giữ kín. Việc Israel thúc đẩy chuyển giao vũ khí diễn ra khi Thủ tướng Netanyahu gặp Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và ông Donald Trump cùng các quan chức an ninh quốc gia khác của Mỹ trong tuần này để thảo luận về việc hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza. Mặc dù danh sách này không chính thức là một phần của các cuộc đàm phán ngừng bắn, nhưng yêu cầu chuyển giao thêm vũ khí của Israel trước đây đã làm phức tạp các cuộc thảo luận đó. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ trong những tuần gần đây cho biết, họ tự tin hơn bao giờ hết rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sắp được hoàn tất. Đài Sputnik của Nga vừa qua đưa tin, các quan chức từ Mỹ, Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, đã tổ chức một cuộc họp bí mật để thảo luận về kế hoạch tương lai cho Gaza sau khi xung đột kết thúc. Cuộc họp diễn ra tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và do Bộ trưởng Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Abdullah bin Zayed chủ trì. Cố vấn hàng đầu về Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden là Brett McGraw và quan chức Bộ Ngoại giao Tom Sullivan đại diện cho phía Mỹ. Đại diện cho Israel là Bộ trưởng Bộ Chiến lược Ron Dermer. Đặc phái viên của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Lana Nusebe, đã công bố một kế hoạch hòa bình của nước này một ngày trước khi phái đoàn Israel đến Abu Dhabi. Kế hoạch bao gồm sự tham gia của các lực lượng quốc tế vào giải pháp hòa bình và kêu gọi chính quyền Palestine tiến hành các cải cách quan trọng. Đề xuất cũng kêu gọi Israel nên tạo điều kiện cho chính quyền Palestine tham gia quản lý Gaza và đồng ý với tiến trình chính trị dựa trên giải pháp hai nhà nước. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất mong muốn tham gia vào việc xây dựng kế hoạch hậu chiến để quản lý Gaza mà không có sự tham gia của Hamas. Hồi đầu tháng này, tạp chí Phố Uôn đưa tin các quan chức Israel và Mỹ đã cân nhắc các đề xuất về kế hoạch thời hậu chiến cho giải Gaza bất chấp tiến độ của quy trình đang bị cản trở do Thủ tướng Netanyahu từ chối xem xét vấn đề một cách nghiêm túc cho đến khi cuộc tấn công nhằm vào Hamas kết thúc. Kế hoạch được cho là thu hút được sự chú ý của các quan chức chính trị và quân sự bao gồm việc tạo ra nơi trú ẩn tạm thời cho những người Palestine không liên kết với lực lượng Hamas bên trong vùng đất bị phong tỏa của người Palestine nếu Israel xác định Hamas không còn sức ảnh hưởng đối với những khu vực biệt lập như trên những người Palestine sống ở đó sẽ được hưởng quyền lợi nghĩa vụ công dân và được phân phối viện trợ về lâu dài Liên Minh giữa Mỹ và các nước Ả Rập sẽ quản lý khu vực này trong khi đó tổ chức tư vấn cánh hữu Misgab vạch ra một kế hoạch riêng biệt kêu gọi Israel chiếm đóng quân sự lâu dài ở Gaza, ít nhất cho đến khi 3 phần tư lực lượng quân sự của Hamas bị loại bỏ. Ngoài ra, kế hoạch Misgap cũng kêu gọi các khu vực nhân đạo có thể phân phối viện trợ. Tuy nhiên, đề xuất này không tán thành việc giao trách nhiệm hành chính cho người dân địa phương. Những người lập kế hoạch này tin rằng Israel cần chiếm đóng quân sự ở Gaza từ 1 đến 5 năm. Kế hoạch thứ ba cho Gaza mà tạp chí Phố Uôn đề cập do một cựu lãnh đạo tình báo Israel giấu tên dẫn đầu kêu gọi Israel hợp tác với Mỹ và các nước Ả Rập để thành lập một cơ quan quản lý Palestine mới, có thể hợp tác với Israel nhằm chống khủng bố. Các quốc gia Ả Rập cũng cần một thỏa hiệp rằng nếu họ muốn tham gia vào tái thiết Gaza, Israel cần cam kết với một nhà nước Palestine. Kế hoạch thứ tư do thông tấn Wilson có trụ sở tại Washington đưa ra, kêu gọi lực lượng an ninh quốc tế do Mỹ đứng đầu quản lý Gaza mà không yêu cầu Israel phải cam kết đã được quy chế nhà nước Palestine. Cuối cùng, lực lượng an ninh này sẽ chuyển giao nhiệm vụ hành chính cho một cơ quan của người Palestine. Robert Silverman, cựu quan chức ngoại giao Mỹ ở Iraq, đồng tác giả kế hoạch cho biết, dù đã sửa đổi đề xuất để phù hợp với yêu cầu của Israel, nhưng đề xuất này vẫn đang nằm trong văn phòng thủ tướng. Kế hoạch thứ năm, do các học giả Israel viết, dựa trên các tiền lệ lịch sử về việc xây dựng lại các khu vực giao tranh như Đức và Nhật Bản sau Thế chiến II, cũng như Iraq và Afghanistan sau khi Mỹ đóng quân ở đó. Đề xuất này thừa nhận sự phức tạp trong việc vô hiệu hóa hệ thống giáo dục ở Gaza và tìm kiếm sự lãnh đạo mới đồng thời kêu gọi thực hiện đề xuất này càng sớm càng tốt